Yeah. Em biết tiếng Thái thiệt. Em biết tiếng Thái. Thật sự là vậy nè anh Vinh. Em hồi đó em coi chương trình The Face á. The Face Man Thái Lan á, em rất thích chương trình đó. Và em có ý định là tham gia chương trình đó. Nhưng mà khi mọi thứ xong xuôi hết rồi, cái này là lần đầu tiên em nói luôn á, chưa bao giờ em nói trước đây hết. Tại vì mỗi khi em làm á, em muốn được rồi đó em mới nói. Nghĩa là em đi qua đó rồi, em thi tất cả các vòng hết trơn rồi, và vào vòng trong rồi. Nhưng mà cuối cùng á, đến phần cuối cùng á, thì em gặp một anh chủ chương trình á, thì cái hợp đồng á, nó không có được thuận lợi cho mình á. Cho nên là em không có ký hợp đồng, cho nên là em lấy bay về. Wow.